Ba ơi, hôm nay con lên đây á, con thưa với ba là cái game đầu tiên á mà con diễn cái mặt trời đêm thế kỷ á là con được sự thương yêu của các cô chú, các anh chị và quý vị khán giả rất là nhiều. Con được ban giám khảo rồi quý vị khán giả bình chọn cho con cái số điểm rất là cao. Và con không có phụ lòng của ba. Con sẽ cố gắng cả trong cái cuộc thi này lẫn bước đường nghệ thuật của con. Con sẽ không phụ lòng của ba cũng như kỳ vọng của mẹ và các cô chú anh chị em trong gia đình, dòng họ đặt để cho con. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Đây là vé số đây. Chị ơi, làm ơn mua giùm em tờ vé. Ủa Hiếu, ủa sao bạn đi bán vé số vậy? Trong lớp bày đặt chảnh, học giỏi làm lớp trưởng đồ, ra đường bán vé số thôi à. Trời ơi, ông ơi, ông kỳ quá à. Sao ông nói gì được, nhà bạn nghèo bạn phụ bán cho ba má. Ai như ông, nhà giàu mà học dở. Thôi mình đi trước nha. Vé số đây, vé số đây, vé số chịu sổ đây. Chú mua giùm con tờ vé số đi chú. Trời ơi, cái số gì mà 353535. Trời, số này sao chúng. Trời ơi, mua 3 năm của ông chúng. À, số này hợp nè, hợp với chú nè. 010101. Thôi được, hợp, cho lên tờ. Rồi. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, anh ba ơi, anh làm gì mà làm dữ vậy? Tôi thấy anh cả ngày nay là anh làm nhiều lắm rồi đó. Anh đó, người ta làm có 2k là quá lắm rồi. Anh làm tới 3k sức đâu anh chịu nổi hả anh ba? Đâu có sao. Không, về đi nha. Tôi ông chủ nhờ tôi làm cái gì nữa đó. Vậy mình vô mình tính sổ rồi mình về ha. Đi anh em ơi. Tính trước em về trước nha anh ba. Anh Tùng à, bệnh tình của chị nhà nguy kịch lắm. Anh phải tranh thủ đóng viện phí sớm để cho chị được giải phẫu. Số đây, vé số ơi. Dạ, vé số chiều sổ đây. Làm ơn mua giùm con một tờ vé số đi. Vé số chiều sổ đi. Hiếu. Dạ. Con đi đâu đây? Dạ ba, con đi đâu? Con đi qua nhà bạn con chơi á ba. Cái gì? Qua nhà bạn chơi? Dạ. Ủa, bữa nay con không đi học hả? Dạ con. Con cái gì? Bữa nay là ba nhớ con em, con đi học mà. Sao con đi? Trời đất ơi. Vậy là mày. Dạ con. Mày trốn học hả? Trời. Mày trốn học. Mày trốn học. Tại sao vậy? Tại sao? Ba con không có. Ba đừng đi. Đi ra khỏi đây. Bà không muốn nhìn thấy mặt con nữa. Đồ bất hiếu. Trốn học là ba, con đi bán vé số à ba. Con thương ba lắm. Con phải là đứa con hư đâu ba. Trời ơi, con biết ba mẹ thất nghiệp phải đi làm cực khổ. Mẹ con á thì bị tim nằm trong bệnh viện á. Con thấy mỗi đêm ba ăn bánh mì khô là con biết ban ngày ba nhịn đói nhường cơm cho chị em con no dạ. Ba thương con thì con phải biết thương ba. Ba nhịn đói hoài làm sao con chịu nổi hả ba? Vì vậy cho nên con mới lén ba. Oh,
mà ba ơi, ba thương con, ba đừng có cho má biết nha ba. Bằng tình thương chan chứa ba dành cho chúng con, ba muốn riêng mình chịu cảnh gian truân, chấp nhận hy sinh tất cả cho con thờ. Yêu con. Giận bản thân mình, không có lo, không có nuôi nấng được con. Ba cho con đi bán phụ ba nha ba. Con năn nỉ ba. Mình ơi, mình có nghe con Hiếu nó nói không? Con cảm ơn ba. Con cảm ơn ba. Ê nhỏ. Gì vậy? Cái tờ hồi sáng mà mày đưa cho chú 3 năm gì đó. Dạ. Bán chưa? Dạ chưa. Chúng đặc biệt. Chú giỡn hoài chú. Đặc biệt. Giấy dò này tao mới dò. Trời ơi tao tức tao mua cái số 0101. Ba. Mà nó ra 3 năm. Ba năm. Hôm nay con có tờ nè ba. Con có tờ duy nhất nè ba. Đâu? Ba coi đi ba. Ba năm. Bởi vậy. Trời ơi, vậy là trúng rồi. Vậy là ba có tiền bỏ tim rồi ba ơi. Trời ơi, mình ơi, mình có tiền. Chú mình ơi, có tiền trả rồi. Chúc mừng hai cha con. Cảm ơn. Chúc mừng. Đi. Hai cha con tới luôn. Ba không có chú ba luôn. Không. Cảm ơn cậu. Ba đi về nói má với em nghe. Đi. Trời ơi.
giấy giò tôi chạy đi luôn trời. Lên lên con, lên con. Trời ơi. Chạy lẹ ba. Gạt chân chống lên. Cảm ơn chú. Cảm ơn hai cha con. Một tràng vỗ tay cho nghệ sĩ Kim Tử Long thưa quý vị. Cố gắng lên. Dạ, con cảm ơn ba. Cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyên Vũ ngồi dưới và để ý rằng là một người nghệ sĩ nam lại rớt nước mắt rất nhiều. Và Nguyên Vũ rất muốn lắng nghe lời anh Thái Châu. Cái người em nhỏ xíu vậy sao mà hơi hám hay quá ha. Dễ sợ. Trời ơi, hơi hám đâu mà hay. Hát rất là tình cảm, diễn cũng rất là hay, rất là thấm thía. Đi chấm thi gì mà tối ngày cứ rơi nước mắt hoài chịu gì nổi. Quá hay à chú quý vị, có phải không? Hôm nay đó thì Bình Tinh vô coi giọng cổ rất là tự tin đúng không? Dạ. Yeah. Ngày Bình bóc luôn. Bình Tinh vô giọng cổ rất mùi, rất chuẩn và rất chắc. Và cái điều đó, đó chúc mừng cho cái cuộc đời nghệ sĩ của con. Dạ con cảm ơn. Thanh thì thấy ngăn cái cảm xúc mình lại, không dám chảy nước mắt. Bởi vì kế bên mình có giám khảo đang nước mắt đầm đìa. Tôi khóa không có được. Anh à. Cái Rumine khóa không có được. Nó hát hay như vậy mà không chảy nước mắt gì nổ như thế này. À, cảm ơn Bình Tinh. Yeah. Nghe bạn xuống một cái câu giọng cổ thiệt là giống như mình lân lân ở trên mây á. Rất khỏe, rất đẹp. Cái giọng quá đẹp luôn. Không thể không khen. Cảm ơn. Bình Tinh ơi. Dạ. Yeah. Bắt đền làm nổi da gà rồi nè. Bình Tinh bước ra sân khấu rất là khác với trong cái đoạn video clip mà Trinh xem. Dạ. Yeah. Có một cái nó ngây thơ, nó hồn nhiên, nó nhỏ nhắn. Nên Trinh nghĩ ra một ba cái câu thơ tặng cho Bình Tinh là: Bình Tinh người xinh xinh, thật bình tĩnh và hát tự tin. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời danh ca Thái Châu. Sao ạ? Mới! Một điểm 10 đầu tiên. Còn bây giờ sẽ là nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Xin mời chị. Mời nè em! Thế còn Julie Phương Trinh thì sao ạ? Không bàn cãi đó anh ơi. Không bàn cãi nữa, mời nè em! Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị giám khảo trường quay. Số điểm dành cho Bình Tinh bắt đầu. Số điểm của giám khảo trường quay dành cho Bình Tinh, Nguyên Vũ đã có số điểm trong tay rồi ạ. À. Quý vị lần đầu tiên có một cái số điểm tuyệt đối của quý vị trường quay. Đó chính là 10 điểm. Bình Tinh thân mến, tuần rồi thì chị Trân nhớ là em tâm sự là em có cái áp lực rất là lớn, coi như ngủ không được. Thì đến tuần này thì cái tâm trạng đó như thế nào rồi? Dạ, bữa nay cái niềm vui nó lại nhân đôi nữa chị. Thật sự là cái áp lực của em nó nhẹ hơn lần trước. Tại vì em diễn cho một cái đứa học sinh bán vé số. Thì em cứ nghĩ là mình là như vậy thôi. Em may mắn là cha con cũng đồng cảm với nhau, rồi ba chỉ dạy cho em thêm nữa. Rất là đáng khen. Một cô gái rất là nhỏ nhắn nhưng mà nhiệt huyết thì thật là lớn lao. Còn bây giờ thì em hãy kêu gọi bình chọn cho Bình, bởi vì khán giả đang nóng lòng chờ đợi để nhắn tin cho em. Dạ, xin quý vị khán giả hãy thương và ủng hộ cho Bình Tinh cũng như năm anh chị em của Bình Tinh nữa. Mã số của Bình Tinh là 01.